sống dễ rừng ấy chứ. À, trứng loại nha. Loại kìa. Một là vâng nhá, bây giờ là đến giờ dùng bữa cơm của anh em chúng tôi rồi. Bữa cơm tức là đi du lịch tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thì chúng tôi hôm nay chỉ thưởng thức một cơm mỗi người là duy nhất thôi. Rất là ngon. Mời các bác nhá. Xin mời mọi người thưởng thức nè. Đây, anh Sáu quê tôi nè. Đây là anh Sáu nhà tôi. Anh Sáu, anh chào mọi người nhá. Bác Sáu bên tôi đó. Bác thấy gái ở đây có đẹp không? Hả? À, bác xem gái ở đây có đẹp không? Gái thì bình thường, đẹp thì bình thường. Ừ, bình thường. Ừ. Đây nó... Sáu ơi, đợi con sóng rồi nè. Giới thiệu với các bạn là hôm nay biển Sầm Sơn sóng rất là lớn nha các bác nhá, nên là không bơi xa được, mọi người chỉ có loanh quanh ở mé bờ thôi. Đây như bác Sáu này, bác ấy có kinh nghiệm 50 năm tắm rồi, bác ấy vẫn phải đứng trên bờ này. Đấy. Nên là các bác không xem là nay là sóng nó rất to. Đấy, ghẹ luôn là lối hết ở trên rồi. Đấy, rồi.
không chìm mà cái yên chìm cứ ra đây tầm tầm cái có xanh như kiểu ra ra kia có qua cứ ra nữa đi. Đều nhau chứ hay con to con bé không? 21 con mấy cân cháu? Thế là tối nay mình ăn toàn kẹo thôi nhỉ? 6 cân này. Chưa bị chưa? 6 cân. Thế ok nhá. 6 cân 2 đấy. Này còn giá. Cần bí. Bắt ở trong ấy rồi. 6 con 2 đây nhỉ? 6 con 2 đúng không? 6 con 2 đúng không? Thế không trừ bì à? Không trừ bì chứ? Còn 6 con mấy cái bì gì? 6 con 2 đúng không? Cô nhớ lắm cân kìa. Bắt mà em cuốn trong lặng này. Thế này chắc là hấp nước hả? Vâng, hấp ăn luôn anh ạ. Cơm đấy. Vâng, sau khi khoảng 3 tiếng đồng hồ tắm biển xong rồi anh em chúng tôi bây giờ này về ăn cơm nhá. Dậy về khách sạn ăn cơm này, bắt đầu dọn cơm. Hôm nay thì ăn đơn giản, có mỗi một món ghẹ là món đặc sắc nhất. Và sau đó cũng có món rau muống xào tỏi này, mấy thì thịt kho này, mấy thì nước canh hến này. Nắp giáp và mâm thôi. Vâng, xin mời tất cả mọi người nhé cùng thưởng thức bữa cơm dân dã thôi cùng anh em chúng tôi hôm nay đi du lịch. Dạ, dạ, đã tới nha.
Ghẹ nhá, ghẹ ta tới nhá.
giá bằng mấy chục cân gạo đấy. Như thế này các bạn, thì quả ngon.